Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của hội tụ gió trên mực 5.000 m, trong đêm qua, các tỉnh vùng núi phía Bắc vẫn có mưa ở mức rải rác. Cục bộ tại Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai hay là cả Hà Giang vẫn có những điểm mưa to. Trong ngày hôm nay, vùng hội tụ gió tạm thời suy yếu, thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng hơn về phía Đông. Bắc Bộ trời chuyển nắng sớm, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp Bắc Bộ sẽ tăng lên mức từ 32 cho đến 34 độ. Riêng tại Hòa Bình và thủ đô Hà Nội là hai nơi xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao, dao động trong khoảng từ 35 cho đến 36 độ. Còn ở các tỉnh Lai Châu và Điện Biên vẫn trong tình trạng mây nhiều nên nhiệt độ không cao, dao động trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ. Trong khi đó, ở miền Trung, dưới tác động của khối không khí biển, cộng thêm tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng sẽ tạo ra hiệu ứng gió phơn. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục là một ngày nắng nóng trên diện rộng. Ngay từ sớm ở miền Trung, trời đã ít mây, nắng mạnh. Suốt một dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên sẽ có ngưỡng nhiệt cao từ 36 cho đến 37 độ. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng này ở miền Trung sẽ duy trì trong khoảng 2 ngày. Từ sau ngày 27 tháng 8, nắng nóng ở miền Trung vẫn còn, nhưng thu hẹp lại và đến đầu tháng 9 thì mới chấm dứt hoàn toàn. Còn ở phía Nam, hạn Bà Chằn tiếp tục duy trì. Trong ngày hôm nay, cả Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục tình trạng ít mưa, trời nắng sớm. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ là từ 33 cho đến 35 độ. Nóng xảy ra ở khu vực các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh và cả Đồng Nai. Trên biển, do tiếp tục chịu sự chi phối của khối không khí ổn định, vì vậy hầu khắp các vùng biển nước ta đều duy trì trạng thái thời tiết tốt. Khu vực huyện đảo Hoàng Sa, trời không mưa, có nắng, gió hướng Nam đến Đông Nam ở mức cấp 4 đến cấp 5. Còn ở khu vực huyện đảo Trường Sa, gió hướng Tây Nam ở mức cấp 4, cũng không có mưa dông và tầm nhìn xa ở mức trên 10 km. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.